Anh Nam ơi, có nhà không? Vô đi, ai vậy? Em, trời ơi, trời Chính nè. Trời ơi, Chính ơi, ngọn gió nào đưa Chính đến đây? Chà, tới đây là cuối năm, là năm nay là tôi trúng mùa đó nha. Trời ơi, anh nói quá. Mấy bữa nay lu bu nên cũng không có tới đây thăm anh Năm. Mà hôm nay cũng có một chuyện nên mới đến đây gặp anh Năm đây nè. Chuyện gì? Lấy chồng hả? Ơi, cái lấy chồng cái gì á? Em muốn làm mai cho thằng Chiến con anh. Sao có mối chưa? Có chứ sao không có. Không có, qua đây em, qua đây làm cái gì? Thằng Chiến con anh năm nay là nó 30 tuổi rồi phải không? Đúng vậy. Mà nó chưa có quen ai đúng không? Đúng. Trời ơi, em nói ha, cái mối này bảo đảm với anh ha. Nhỏ nó đẹp, người đẹp nết mà nó giỏi giang hết sức luôn á. Anh gặp là anh ưng liền luôn. Nghe nói là tụi bắt ham luôn, mà nó ở đâu xa không? Không, nó ở sát bên nhà em đây nè. Trời, nó sát nhà Chính hả? Không. Nó ở xích lên trên chút, ở xóm trên, còn nhà tôi ở xóm dưới. Vậy hả? Trời ơi, mà tôi nói bảo đảm với anh yên tâm đi, em làm mai mà anh, trời ơi, không lẽ làm mai tầm bậy tầm bạ cho con anh sao? Yên tâm đi, bảo đảm là anh chịu liền. Nghe nói mà bắt ham luôn vậy đó. Tôi nói thiệt với chị, cho bây giờ sống cu ki ở cái nhà này có hai thằng đực lửa cứ đi ra đi vô, rồi nấu cơm vậy cũng hai thằng dòm nhau, nó không có bóng dáng phụ nữ sau lưng á, hoặc là ở trong nhà đó, tự nhiên nó hẩm hiu mà nó buồn lắm chị. Bởi vậy thấy hoàn cảnh của cha con anh á, nói thiệt nha, thương lắm. Thương không? Thương lắm. Thương mấy làm mai cho tôi luôn đi. Anh ưng ai? Ưng ai thì tôi giới thiệu liền à. Người đối diện với mình đó. Trời đất ơi, trời ơi, quỷ à, giỡn hoài à. Trời ơi, bây giờ mình lo cho thằng Chiến cái đi ha. Nói thiệt với anh nha, bà Hoa xóm trên á, bằng tuổi anh chứ nhiêu. Trời đất ơi, ta nói dâu rể rồi cháu nội cháu ngoại là có đủ hết trơn rồi. Bởi vậy em thương lắm, em muốn giúp cho anh thôi mà. Không phải, bây giờ nói cái chuyện con cháu á, tới giờ phút này mà tôi còn chưa có đứa cháu để tôi ẵm tôi bồng, mà mỗi lần nói cái thằng Chiến cái vụ mà nó phải lấy vợ bao nhiêu mối đó chứ, nhưng mà nó cứ tìm cách cái này, nó từ chối, nó tìm cách nó lẩn tránh chị à. Bởi vậy nó đẹp trai quá mà, cho chính nên... vì cái đẹp trai tôi mới sợ. Chị biết sao không? Chị thấy công nhận bây giờ cái giới tính thứ ba nó đang lên ngôi không? Chị coi mấy cái chương trình mà giải trí trên TV đó, con trai mà nó quay đóng con gái, nó lạ lùng vậy đó. Tức là làm như nó không đóng con gái, nó không nổi tiếng hoặc nó không vượt giải được, phải đóng vậy người ta mới cười. Vô tình là gì? Rõ ràng tôi kết luận là giới tính thứ ba đang lên ngôi. Có bao giờ thằng con tôi nó dính cái vụ giới tính thứ ba không chị? Ôi, không có đâu anh. Nhìn nó dạm dở khỏe mạnh vậy chắc không có đâu. Nếu mà anh nghi ngờ ha, giờ mình thử. Mình thử nó, giới thiệu làm mai cho nó, ép nó cưới vợ. Cái cô mà nãy chị giới thiệu đó, cô chị nói đó hả? Thì đúng rồi, trời ơi, em nói anh nghe nha, không phải em khen em tài giỏi. Em là em sinh ra giống như là ông Tơ bà Nguyệt á, chỉ là để xe duyên kết tóc cho những đôi trẻ nào mà chưa có vợ có chồng. Tài nghệ của em mà anh. Bị giấc hiểu chứ, thôi giờ về ráng làm mai cho thằng con tôi cái mối này nha. Đầu heo tới nhà luôn. Chí còn hiện kim hiện vật nữa đó nghe. Ơi anh yên tâm đi, tài của em mà. Cần nữa là thân này sẽ hiến cho chị. Trời ơi, thôi. Rồi thống nhất vậy ha. Vậy đi. Bữa nào mình hẹn cho đôi trẻ gặp nhau. Rồi tôi ra trời tin chị nghe. Rồi nha. Thôi em đi về nha, để em lo mấy cái chuyện này nha. Nghe nha. Về nhanh lắm. Cảm ơn trước nha. Rồi em về nha. Chuyện con cái này cũng phải lấy vợ. Đàn ông là phải đeo gông vô cổ, đúng không? Như ba nè, ba mà còn trẻ như con đó con. Không phải hai ba con bồ đâu, mà một tá hoặc là bảy đứa. 2, 3, 4, 5, 6, 7 chung giật, mỗi một ngày dành cho một đứa. Ba,
Ờ con, ba cái vụ mà nước nhiễm mặn rồi sao chứ? Ba thấy sao lúa nó đổ vàng hết vậy con? Trời, ba lo gì, con mới với ngoại con vô nè. Không sao đâu, vậy ai hả? Cũng bị như mình hết trơn á. Ba khéo lo mấy chuyện đó quá, không sao đâu. Đói bụng chưa? Dạ, con đói bụng rồi đó ba. Ba có nấu canh chua cá kho tộ đó, hâm lên rồi ăn nghe chưa? Chà, này bén nè, vậy con xuống con ăn cái nha. À mà khoan. Ủa dạ, sao ba? Mày đứng mày xoay vòng tao coi. Nghe lời đi. Xoay. Mày lắm chứ ta. Mày dòm trời đi. Rồi để yên đi nha. Ủa nó còn cái yết hầu là nó phải đàn ông. Kỳ vậy. Nay ba nói cái gì mà kỳ á? Ủa bà, nãy con nghĩ sao con nghe tiếng nó như có ai vô nhà mình không ba? Ai đâu, ai? Có ai đâu. Chứ đây là cái gì ba? Thì bà chính bà tới bà thăm bình thường thôi. Thấy chưa, con biết mà ba làm sao mà qua mắt được con. Bởi vậy thằng con tụi nó lanh rồi, tụi lanh gì đâu không à. Tại sao gái nó không lanh dùng tôi đi. Thôi mày vô ăn cơm đi, còn chút nó coi nhà cho ba. Ba lên nhà ông Quý á, ba coi thằng con ổng á, hôm nay là ổng có cháu nội rồi đó mày. Gì? Trời ơi, thằng con chú Quý mới cưới vợ đây mà có cháu rồi đó hả? Bởi vậy người ta mới hay. Người ta bắn một phát là dính vô đứa cháu nội liền. Còn mày không biết mày có bắn được phát nào không nữa à. Ba này kỳ quá. Được sống được, ba nói gì kỳ quá. Được sống được. Mày thấy mày phải thương tao chứ. Bây giờ nè, người ta có cháu nội người ta bồng. Mà mày cứ để tao vò vỏ, tao nhìn mày hoài tao chán lắm á. Tự nhiên ba nói mấy cái chuyện này con còn nhỏ xíu mà tự nhiên cái kia cái đứa vợ lấy vợ hoài thiệt tình luôn á. Trời ơi trời, nó nhỏ xíu kìa. Mày nghe hàng xóm người ta nói sao? Người ta nghi ngờ đó. Nghi gì đặc biệt? Mày thuộc giới tính thứ ba đó con. Bậy, 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 bậy. Ba này bậy, ba này bậy. Ba nghe người ta nói bậy bạ. Con gì mà thứ ba gì? Có không? Không. Gồng lên tao coi. Vừa vừa thôi tét nách giờ. Trời ơi, có nghĩa là mày khẳng định với tao là mày không có dính dáng gì với tính thứ ba phải không? 100% sữa tươi tuyệt trùng. Ừ, chắc cũng với ba luôn. Bây giờ thương ba đi con. Nãy vì chính mày có qua đây nói là mai mối cho mày một mối. Thì bây giờ thôi, má mày cũng đi rồi, còn con mình tao ưu tử ráng cưới cái mối này đi con. Tại nó không thương cũng cưới đi. Người ta nói là giờ cũng không cố tình cũng có cái nghĩa đến với nhau. Ba thương con không? Tao thương mày tao nấu cơm mày ăn hả? Dạ ba thương con, sao ba em thương vợ mày vậy? Cái chuyện đó là chuyện của con. Mày đi đi. Vậy tao không muốn nghe cái lời cãi bướng của mày nữa. Bây giờ mày phải nghe lời tao, năm nay là phải lấy vợ. Còn nếu không á, mày đừng có ở cái nhà này nữa. Mệt đó quá. Ba muốn tính gì ba tính đi, con đi đi. Mệt quá, tính đi. Chắc ra tinh thần của mình sao ta, không lẽ tôi lung lay rồi sao? Chả lẽ thằng con tôi nó dính rồi sao? Cũng có thể lắm chứ. Thôi còn nước là còn tát thôi. Có vợ trong tâm tay. Thiệt sự bây giờ tôi cũng đuối lắm. Mong có một đứa cháu để ẩm bầm. Mà ước hoài không được. Thôi thì ông bà tổ tiên với má thằng Chiến phù hộ cho con, phù hộ cho gia đình. Thỉnh thoảng có giận hờn thì bà mới khóc.
chứ như tôi đã khóc suốt mười mấy năm rồi hoài. Nhất là mỗi lần thấy bóng ôi môi mấy điểm hồng trong gió chương. Chuyện bây giờ vậy nha, ba nói thiệt, coi như bữa nay cha con mình tâm tình đi. Dạ. Mày thấy con Hồng, con của ông bá trung giận mà. Tao thấy con nhỏ nó được á mày. Con Hồng mà con của chú Giọng hả? Ờ. Thôi. Ba nhìn thấy chú Giọng không? Trời ơi, ông lùn, ông đen, ông xấu. Mũi tẹt mắt ấy gớm. Con ông sao mà coi được? Thì nó chỉ có lùn thôi, cái mặt nó cũng được chứ. Chỉ có ba nó thì bụng cóc nó nổi ở cần cổ hơi nhiều. Ôi vừa bụng cóc vừa cưới cho con, cho mà cưới được. Nhưng tình lấy con vợ về mà rờ mặt thấy hai ba cục có nổi thì ớn lạnh mày. Đó thì đó, tự nhiên lấy con nhỏ đó. Được, nói không. Không lấy con Nguyệt, con Tám đi. Tao để ý cái con nhỏ đó biết sao. Nó vừa xinh đẹp mà nó vừa giỏi giắng, nhất là nó siêng năng. Ồ, mấy người chuyên nhân hả ba? Ừ. Cậu nghe mình nó cũng cài quá trời cài, nó cũng giỏi quá trời giỏi kìa. Tôi biết luôn. Tôi không biết luôn. Trời ơi. Cứ vậy hoài thì làm sao nó lấy vợ? Ôi, xã hội ơi, giới tính thứ ba nó lên ngôi. Đừng có sủ vô nhà con nha. Mà nó có thứ ba của ba thì em ngươi quá. Cái đó con tự hiểu đi con. Cái gì? Ý là nó con hả? Ờ. À, ba bậy bạ quá. Ba ước ba. Con 100%. Chứ hỏi mày giờ tại sao mày không lấy vợ? Mày phải cắt mày á. Bao nhiêu mối tới đây người ta làm mai làm mối, mày cứ ừ hử là mày tìm cách mày lãng tránh là sao? Mà bình tĩnh. Đó con quốc không ăn cơm mà con báo ba một cái tin mà động trời động đất luôn. Con có bạn gái rồi. Nghe không? Mày đừng nói để tao mừng khúc nha. Thiệt là con có bạn gái hả con? Thiệt không con? Thì sao lúc này không nói cho ba biết? Mà nó ở đâu? Ở đâu? Bạn con. Cái gì? Bạn con. Mày yêu người cùng giới hả? Mày nghĩ sao? Mày yêu cái thằng bạn mày. Rồi tối gì về là hợp cẩn sao? Mày đừng có lo, gì mà phải lo lắng cho con á chứ. Thôi anh Tâm, anh Tâm đi, để đi. Trời ơi, tổ tiên. Qua Linh, mới cầu là có đi. Con cảm ơn. Bà nó ơi, tôi cảm ơn bà nhiều lắm nha, cảm ơn bà. Anh Tâm ơi, có nhà không anh Tâm? Chính hả? Ôi, chính nè. Ơi anh Năm ăn cơm chưa? Hả? Vừa mới ăn xong. Hôm nay qua đây là cái chuyện mà thằng Chiến con anh đi nè. Ví dụ làm mối làm mang á hả? Đúng rồi. Chà. Trời ơi anh Năm biết không? Tôi nói muốn gãy lưỡi luôn á. Ở bên đàn gái á mới đồng ý là cho phép đàn trai bên anh á đến coi mắt kìa. Vậy hả chị? Trời ơi nó ngon lành mà. Phải công nhận cái công lao của chị giúp gia đình tôi để cho thằng Chiến lấy vợ thì không biết chừng nào mà tôi có thể đền đáp được. Trời ơi bà, nhưng mà sớm thôi mà. Nhưng mà có một cái là cái thằng Chiến đó, nó làm sao anh? Nó có mối rồi chị. Cái nó, gì? Là nó có người yêu rồi đó chị. Trời đất ơi, thiệt vậy hả anh Năm? Khóc chết luôn. Kỳ ta. Trời đất ơi, anh mới nói là nó chưa có bồ, chưa có người yêu mà cưới vợ cho nó làm mai làm mối nó còn không chịu nữa. Tự nhiên đùng một cái là tự nhiên có liền với anh Năm. Rồi. Anh bị nó chơi chiêu rồi. Chiêu gì? Mấy cái chiêu này tôi nói thiệt anh, nó kỳ rầm dữ lắm.
Không, nó nói... giả bộ, nó nói với anh là nó có người yêu rồi, để cho anh đừng có hối thúc. Nó có người yêu thằng bạn nó. Hả? Cái gì? Nó yêu thằng bạn của nó hả? Không 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 không, chị đừng có tưởng tượng, đừng có tưởng tượng quá. Dừng lại cho nó đi. Thì anh mới nói. Không không, tức là thằng bạn giới thiệu một người con gái cho nó yêu. Chị hiểu không? Trời ơi. Mà tôi thấy nó nói cái chuyện nó hết sức thật chị. Trời ơi anh ơi, hơi đâu mà anh tin nó anh ơi. Cái chiêu của tụi nó mà tôi nói thiệt với anh, tôi có con mắt dương tiễn nè. Ở trong xóm này ai yêu ai là ai, có bồ có người yêu là tôi nhìn thấy hết. Chuyện gì xảy ra là tôi biết hết. Không lẽ tôi không biết sao anh? Nó chơi chiêu với anh đó, nó giả bộ đó anh ơi. Không lẽ nó nói xạo với tôi hả chị Chính? Chứ còn cái gì nữa. Cho nên là anh đừng có lo, anh yên tâm đi. Đây nè. Ở bên nhà gái ha, người ta coi sách số rồi. Cái ngày 18 tháng 3 âm lịch này nè, là họ cho phép đàn trai của bên anh á đến coi mắt nhà gái. Bữa đó là anh nhớ là chuẩn bị đồ đạc rồi bánh trái rồi lễ lộc gì đó, đến cho đúng giờ đúng giấc nha anh. Qua giờ linh là không có tốt đâu nghe anh. Thôi thì nếu mà chị nói vậy thì thôi, chắc tôi cũng nghe lời chị đó. Tôi mà ước làm chi mà sao mà như con Lan con gái chị mà với con tôi ha. Thì lúc đó là tôi với chị là một. Trời ơi, là một không, là không, sao? Là một tức là tôi với chị làm su gia đó. Còn nếu mà nó không có duyên thì đành chịu vậy thôi chứ. Ôi anh ơi, con Lan nhà tôi nó cái tính tình của nó không có hợp với thằng Chiến nhà anh đâu. À. Với lại cái con đó công nhận là nó ngoan dữ lắm nha anh. Trời đất ơi, tôi nó gà, nó gà. Chứ không bao giờ nó cãi tôi là gà thằng con vịt hết á. À. Nó ngoan dữ lắm. Nhưng mà không hợp với thằng Chiến đâu. Ha, vậy anh cứ qua cái mối mà tôi giới thiệu cho anh đi. Nhớ đúng ngày giờ nghe. Rồi, có còn hơn không. Tôi chờ tin của chị ha. Khi nào hố một cái là tôi đem xin lễ qua liền nha. Thì anh nhớ giùm tôi cái ngày đó nghe. Rồi, chị tôi về. Trễ đó. Tôi về nha. Ờ, thôi chị về. Chiến ơi, Chiến, ba xin lỗi con. Ba không biết là con nói dốc hay là con nói thiệt. Thôi, lúc này phải kỷ luật thép thôi. Áo mặc sao qua khỏi đầu, không còn cách nào khác đâu con. Ba mình nói mình bê đê hả? Được, ba đợi con đi, rồi con sẽ chứng minh cho ba coi con không phải vậy. Con là đàn ông thứ thiệt. Con sẽ dắt bạn gái gì? Anh! Gì em? Anh nói lảm nhảm gì vậy? Anh đọc hội nội tâm. Trời đất, chứng minh cho ba anh thấy mọi chuyện. Thôi ngồi xuống đi. Đứng hoài mỏi chân á. Sao rồi em? Sao là sao? Mẹ biết chuyện đó chưa? Em có nói đâu mà biết. Anh uống nước đi nè. Em đừng có nói nha. Em nói với là mẹ xé xác anh ra luôn á. Có gì đâu mà anh sợ dữ vậy? Em nghĩ sao không sợ? Mà em thương quá. Ủa chứ trước giờ không dễ thương hả? Dễ thương thiệt mà. Bây giờ hả, mai mốt mình mà cưới nhau rồi á, mình sẽ sinh ra nguyên một đội bóng luôn. Thôi em thích sinh ra một đội múa à. Thôi đội bóng đi, đừng có đội múa. Đội múa. Thôi chiều em luôn, đội múa luôn. Em định nói gì anh hả? Không, em định nói là sao anh em mặc đồ đẹp trai dữ vậy? Anh đi qua thăm em. Ủa chứ không phải là mới đi với cô nào về không? Cô nào mà cô? Em nghĩ đi, bạn gái anh đẹp vậy nè, lung linh lòng lộng vậy, mắc mớ vậy anh phải cua nhỏ khác cho mất công. Thôi anh miệng lưỡi lắm. Em không có tin đâu. Anh nói thiệt mà, không có đi với ai đâu. Em phải tin anh, tuyệt đối tin anh, biết không? Anh đang định trong đầu là sẽ nói cho bà biết chuyện này. Nói cho bác Năm biết hả? Ừ. Thôi từ từ đi. Gì đâu từ từ. Ba anh dễ lắm, mày lại. Ba anh nôn có cháu lắm. Ba anh biết là ba anh vui liền à. Với lại ba anh sợ anh bị hó anh lấy vợ hoài luôn á, anh cho em biết vậy luôn á. Nhưng mà á, má em khó lắm. Má kêu á, má là mai, là mối gì á. Nhưng mà anh có buồn má em nha. Thì đó, cô Chính nè, cứ qua nhà với ba anh rồi cứ làm mai anh hết câu này tới câu kia. Trời anh nhức đầu lắm. Ủa?
Có chuyện đó luôn á hả? Anh nói cho em nghe, là Mai biết là Mai không? Là Mai có mắt giọng mới ghê. Trời ơi, anh thiệt không biết sao luôn. Anh không thích con nhà người ta đi, hết em chi vậy? Mắt giọng á, không bị mục nhọt, ghê lắm. Sao vậy, nhìn anh cũng biết anh vậy? Sao không biết? Trời ơi, anh làm ruộng chung với ổng mà. Không bị một ngọn chứ con cũng bị à. Thôi anh sợ lắm, không dám đâu. Nhiều chuyện quá vậy. Nhiều chuyện đâu. Trời đẹp quá anh ha. Ừ. Thiệt tình luôn á. Mưa quá. Ủa anh Tịnh, anh đi đâu vậy? Đi Tịnh. Mày nghĩ đây là anh tao chứ? Lại. Là vợ chưa cưới của tao á. Mày nói gì? Hả? Vợ chưa cưới? Anh nói gì vậy? Là sao em? Trời ơi, là sao? Em không biết chuyện gì hết trơn hả? Chuyện gì là chuyện gì? Thì gia đình em với gia đình anh đã đồng ý cho anh lấy em rồi. Ai đồng ý? Thì mẹ em. Gì? Má em có gả em cho anh? Đúng. Trời ơi, chắc anh nghe nhầm rồi đó. Mày nghe lộn rồi đó. Thôi anh đi về đi, để má em chạy về vợ. Có gì ngày mai mình gặp nha. Anh về nha. Thương quá. Không cái nha, không cái nha. Kệ quá, về đi. Anh về nha. Anh về đi, mai anh qua. Ôi trời ơi, để coi cặp con Nga thằng Tuấn xong rồi nè. Rồi con Mai á, thì nó cũng chần chừ chưa có trả lời. Rồi cái cặp của con Lan với con bà Sáu thì nó cũng hồi rồi. Bởi vì ta nói là mình làm phước mình giúp người mà không có được lợi lộc gì hết trơn hả? Ơi má, con lo chuyện người ta làm chi vậy? Trời ơi, thì làm phước giúp người chứ có cái gì đâu mà mình cằn nhằn cử nhữ không biết nữa. Làm phước thì có nhiều cách mà má, quan trọng là cái tâm của mình á. Trời ơi, cha hôm nay bà đặt dạy đời tôi nữa ha. Triết lý đồ dữ dội ha. Ủa mà má mới đi đâu về vậy? Thì đi lo ma cái chuyện mai mối chứ đi đâu. Mày hỏi gì? Vậy thôi để con vô dọn cơm cho má ăn nha. Ừ, làm gì làm đi. Ê nè nè nè, ra đây má biểu, má biểu. Tao lo mai mối cho người ta mà tao quên. Mày có người yêu gì chưa? Hả? Hả? Dạ. Sao? Trời ơi. Cái điệu này là có rồi phải không? Ha. Có gì nói thiệt tôi nghe coi. Thì má biết rồi, má hỏi làm chi nữa vậy? Thằng đó ở đâu? Hả? Nó làm cái gì? Hả? Rồi gia đình nó ở đâu? Hả? Thì ở chung làng với mình. Ừ. Coi đàng hoàng đó nghe không? Có gì dẫn về đây tôi coi mặt kia chưa? Nhưng mà quen biết thì cũng phải đàng hoàng. Chứ trời, tao nói biết thằng Chiến không? Chiến con bắt năm ở đây nè. Trời đất ơi, cái thằng gì mà lớn tòng ngồng mấy chục tuổi đầu rồi mà nhất định nó không chịu lấy vợ. Trời ơi, không lẽ nó là bê đê bay? Nè, mày mốt bay có ưng ai á, đừng có lấy bê đê giống như thằng Chiến con của ông Năm nghe không? Thấy không? Chắc tại người ta chưa muốn yêu quá má ơi. Chứ bê đê vậy? Trời ơi, sao mày rành nó quá. Tao bảo đảm với mày nó bê đê. Mày mối hoài mà và nó nói là nó cứ từ chối hoài à. Nhớ nghe, bữa nào dẫn người yêu mày ra đây lại đây cho tao coi mắt nghe không? Mà nhớ, không được quen BD là thằng Chiến ở bển nghe chưa? Rồi đi vô làm đồ ăn cho tôi đi. Ôi, con gái lớn y như là có hũ mắm treo đầu vàng. Mệt hết sức.
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Ê, chính mới qua. Coi. Hú hồn hú vía hả? Dạ. Sau này ngồi 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 đi. Dạ sau này chính ngêu ngao cô đơn gì chính mà cô đơn chắc là con ế luôn quá. Trời ơi, bay tưởng là lớp trẻ như bay cô đơn, còn lớp già như tụi tao không biết cô đơn sao? Dạ. Qua đây có chuyện gì không? Dạ có. Gì? Dạ gì con... mặt bay xì vậy hả? Con muốn nói gì chính chuyện. Chuyện gì mà con không biết nói như sao nữa. Trời ơi, thì chuyện gì thì nói ra tao mới biết chứ, cái gì mà cứ ấp ấp úng hoài vậy? Dạ. Chuyện gì? Dạ chuyện của con gì chính á? Con Lan. Dạ. Nó làm sao? Con Lan nó đang hẹn hò với thằng Chiến con ông Năm á. Cái gì? Bà nói sao? Nó hẹn hò với thằng Chiến con của ông Năm hả? Dạ. Trời ơi, bà nói sao? Con Lan làm sao mà nó quen với thằng Chiến được? Trời ơi, tao đang mai mối cho thằng Chiến cái mối nè. Ba tao đồng ý rồi, bữa nào á dẫn đàn trai qua coi mắt nè, không có đâu. Dạ, có thiệt. Con thấy tận mắt. Thấy được mắt luôn. Dạ. Thấy tụi nó quen nhau. Dạ. Thấy hai tụi nó nắm tay nhau luôn. Trời ơi, vậy mà cái con Lan cũng giấu thật ha. Thì ra thằng Chiến bao nhiêu lâu nay á muốn mai cho nó đều không chịu hết. Thì ra nó đang yêu con Lan. À, quá lắm rồi. Thì còn con sao vậy Chính? Yên tâm. Trước sau thì dì cũng chấm con làm rể của nhà mày, cho nên con yên tâm đi. Dì bảo đảm với con á là con Lan nó sẽ là vợ của con và con sẽ làm rể của nhà này. Thiệt vậy Chính? Thiệt. Dì Chính hứa đó nha. Tại biết sao không, con Gình cũng thấy hai nó nắm tay nhau á. Yên tâm, con đừng có lo gì hết, mọi chuyện á để cho dì lo. Dạ vậy con cảm ơn dì Chính. Ừ. Dạ. Em lo quá à. Em lo gì mà lo? Ba anh dễ lắm, không sao đâu. Có gì mà phải sợ đó. Ba anh dễ chịu lắm, ba anh hiền nữa. Phải chi á, mình đừng có. Có gì? Cái đó anh hả? Đó là cái gì? Anh biết mẹ. Thì cái đó là cái gì? Ủa, mà ba anh đâu rồi? Ba anh hả? Ba anh làm ruộng. Ba anh sao nè? Ba anh ruộng sao rồi? Ủa, Lan tới chơi hả con? Dạ, con chào bác Năm. Sao má con khỏe không? Chị Chính khỏe không? Dạ, bác Năm. Vậy hả? Thôi ngồi chơi đi con. Ba mới làm ruộng hả? Tao nói mấy bữa rày á, dòm thấy lúa nó bị cháy nắng á. Rồi ra thì cũng phải nhổ bậy bạ nó dài cái cỏ lúa. Con nói ba hoài à, mấy cái chuyện ruộng đồng để cho con lo, con lớn rồi. Ba cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe. Nhà nông mà con không có bằng việc tự nhiên nó khó chịu, cũng phải làm cái này phải làm cái kia cho nó vui nhà vui cửa nha. Mà ba nói cho bà nghe một cái chuyện nè anh. Gì? Từ từ đi. Từ gì để nói cho ba anh luôn chứ. Chuyện gì? Ghê là gì? Bà biết ai không? Thì biết con Lan con cho chị Chính. Bạn gái con đó. Bạn thấy sao? Thì tao thấy tụi bay là bạn rồi đó. Bạn gái thì bình thường thôi chứ có cái gì đâu. Ba này, người yêu. Người yêu con. Người yêu. Con Lan này là người yêu của mày hả? Chết cha tao rồi, tao hố một cú quá mạng luôn. Trời ơi, sao không nói sớm con? Tao đang nhờ chị Chính chứ đi làm mai cho mày một cái mối. Mà tại sao bây giờ mày mới nói? Không được con ơi, bây giờ tao mở miệng tao nói sao với chị Chính đây. Cái gì? Con tài với con luôn rồi. Tao con tài luôn, con thai với nó luôn hả? Hả? Mày ơi hả? Chị đâu rồi? Đâu ơi? Trời đất ơi, cái gì đứng xong rồi tôi nghe hết rồi nha anh Năm. Mày có nó thay với nó hả? Trời đất ơi, con ơi là con, sao mà con dại quá vậy con hả? Má nuôi cho con ăn học bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ con trả hiếu cho má vậy đó hả? Sao mà con dại dữ vậy? Chị Chính, chị cứ ngồi đây đi.
Chị làm ơn chị ngồi đi rồi tôi nói chuyện với chị làm ơn đi. Tôi tức quá. Làm ơn đi con còn ngủ đây. Cái gì vậy? Rồi làm sao mà bơ tôi chịu nổi? Chị biết sao không? Thiệt sự là cái chuyện này tôi cũng bất ngờ quá. Nhưng bây giờ đó, cái chuyện nó cũng lỡ rồi chị à. Lỡ cái gì mà lỡ? Phải chi là tụi nó yêu nhau công khai đi. Tụi nó nói với tôi một tiếng đi. Đằng này cái quan hệ lén lút. Rồi bây giờ lại có cái thai ở trong bụng nữa hả? Trời ơi là trời, thiệt tình á. Tôi là mai bao nhiêu mối rồi. Bây giờ đây là cái lần đầu tiên cái mối của tôi là trật chuột. Vậy là cái mối của tôi định giới thiệu cho thằng Chí thì bây giờ sao anh? Trời ơi, tôi không biết anh nói làm sao với người ta nữa đây nè. Rồi chị Chính, bây giờ như thế này. Bây giờ chị muốn tôi đền cái gì tôi cũng đền. Chị muốn tôi thền cái gì tôi cũng thền. Thậm chí bây giờ đây thân thể tôi đây, chị muốn tôi thền cái thân thể này cho chị như con chị nó đã thền cái thân thể cho con tôi. Tôi hoàn toàn tôi đồng ý hết. Trời ơi, anh nói cái gì vậy? Anh nói không xin khổ thế này tôi bị ô rồi. Thền sao rồi thền hả? Trời ơi, thiệt tình à. Bây giờ cái chuyện nó cũng lỡ rồi chị. Đằng nào thì bây giờ chị có muốn rằng khi cháu nó đẻ con ra nó không có bà ngoại không, rồi nó không có ông nội không đó. Cho nên thôi thì bây giờ chị thương thì chị thương hai đứa, thương cháu chị ở trong bụng, cho hai đứa nó đến với nhau đi chị. Thôi bây giờ mọi chuyện cũng đã lỡ rồi thì thôi, bây giờ anh Năm ơi, bây giờ tôi nói anh Năm nha, hai đứa tôi nó lỡ rồi. Cũng lỡ rồi, có cũng có luôn rồi. Má thương tụi con đi má. Lần đầu đi bóc dính. Thôi, giờ mình cho tụi nó tiến tới với nhau chứ giờ sao bây giờ? Đâu có dễ vậy được. Vô nãy giờ chửi tôi xối mặt luôn mà. Đâu có dễ mà để hai đứa nó cưới nhau. Gì thì gì chứ, cũng phải tôn trọng chủ nhà chứ. Trời ơi. Bây giờ chị không có quyền nói ở đây, chỉ có một mình tôi nói thôi. Bây giờ ý anh muốn sao hả? Bây giờ anh chị ngồi một chỗ đi. Mày chạy qua bên kia. Anh Năm ơi, thôi mà anh thương cho hai đứa tụi nó đi. Hai đứa xét lại. Lỡ rồi. Xét lại. Dạ, đứa con bò qua bên đây nữa. Dạ. Rồi đồng ý cho hai đứa lấy nhau. Còn bà ngồi đó dư kìa. Người ta hạt rồi chim của bạn, người có đôi bà ngồi bên đó làm chi, qua đây với tôi. Trời ơi,